Bài 1, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình PLCC Man trên phần mềm TIA Portal. Đầu tiên thì bạn phải cài phần mềm TIA Portal trên máy tính của mình. Ở đây mình đã cài xong và mở nó lên. Sau khi mở nó lên thì các bạn được giao diện như thế này. Chọn Create New Project. Ở mục Project Name, bạn đặt tên cho dự án. Ở mục Path, bạn chọn đường dẫn thư mục để lưu dự án. Author là tác giả. Kích vào Create để tạo dự án mới. Ở đây thì có rất nhiều mục. Bạn chọn Open the Project View. Chọn Add New Device. Chọn Controller. Tiếp theo chọn VLC. Ở đây mình chọn là CPU 314C 2PNDP. CPU này thì có 2 cổng Ethernet và 1 cổng Profibus DP. Tiếp theo nhấn OK. Do chương trình này khá nặng nên chúng ta phải đợi trong giây lát. OK, kích vào PLC và kích vào cổng Ethernet. Kéo xuống Property, các bạn sẽ thấy địa chỉ Ethernet đã được mặc định sẵn. Kích vào Comply để biên dịch. OK, chương trình không có lỗi gì cả. Tiếp theo download xuống PLC. Mình đã kết nối sẵn PLC với lại PC thông qua cổng Ethernet. Kích vào Start Search để dò PLC. OK, mình đã dò thấy PLC. Chọn PLC đã dò được. Kích vào Load để tải cấu hình xuống PLC. OK, sau đó kích vào Finish để kết thúc quá trình download xuống PLC. Quá trình download xuống PLC đã hoàn thành, không có lỗi gì cả. Lưu lại dự án này, kết thúc quá trình cấu hình phần cứng cho PLC. Chúc các bạn thành công!